Dạ Thái, em mến chào quý bà cô chú đang xem trên kênh YouTube và trang fanpage của Sức Sống Mới nha. Thì hiện nay là xe đồ tẳng liệm, đồ để mà tối nay làm lễ nhập quan cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Thì xe này thì chỉ chở những cái đồ trong quá trình tẳng liệm với quý anh chị, thì áo quan thì chút xíu nữa thì sẽ đến. Đang trang chuẩn bị sắp xếp cái vị trí mà để áo quan, rồi sau đó là tối nay sẽ làm lễ tẳng liệm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Hiện nay cũng có rất là nhiều bà con tiếc thương cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đang đến đây để mà chia buồn cũng như là tiếc thương nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Đây bên phía bên nhà quan đang chuẩn bị sắp xếp cái nơi mà để áo quan quý cô chú anh chị. Thì hiện nay là thấy có cái nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long ha, rồi chị em Yến Linh cùng với Hoàng Đăng Khoa đã đưa cái vòng hoa đến để mà thành kính phân ưu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị.
ảnh của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã được quả ra. Cô chú anh chị mình xem thì cho Thái một like, một chia sẻ cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho Thái nha quý cô chú anh chị, để mà Thái cập nhật liên tục về cái tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để mà gửi đến cho quý cô chú anh chị mình xem nha, những người yêu mến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, để mà vào xem để mà chia buồn cùng gia đình cũng như là cầu nguyện cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được về miền cực lạc quý cô chú anh chị ơi. Một nghệ sĩ đa tài. Nghệ sĩ đa tài quý cô chú anh chị, thật sự rất là tiếc thương cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Nó bây giờ là bên phía nhà quan, bên phía nhà quan cũng đã đến đây để mà chuẩn bị cái nơi mà để áo quan, cũng như là tối nay đúng 3 giờ khuya thì sẽ làm lễ nhập quan cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Hiện nay thì rất là nhiều bà con đang tập trung ở đây để mà chia buồn cùng với gia đình cũng như là theo dõi cái buổi tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị.